ốp lưng điện thoại của bốn chàng trai. Xin mời. Số 4 tiền em ơi. Tiền Canada thì Canada. Tiền Canada. Đó là tiền thật luôn hả em hả? Dạ tiền thật á chị ơi. Rất tò mò là không biết là bạn để cái tiền thật 100 đô đó vào ốp lưng là có cái ý nghĩa gì đặc biệt đối với bạn không? Thứ nhất là trong kinh doanh á, đa phần người ta sẽ để cái tờ 2 đô. Yeah. Nhưng mà đối với mình á, mình muốn á, một cái đó là sự lạ. Vì vậy nên mình chọn tờ 100 đô. Và Canada là nước mà mình đang hướng tới để đi qua đó. Và nếu mà được á, thì mình sẽ chụp hình cưới bên đó. Trời ơi, một cái lời cái phải bàn tay đó của em không? Số 2 ơi. Dạ đúng rồi. Bàn tay đẹp quá. Dạ tại vì bàn tay của em đẹp là nhờ em hay do gạo bắt cơm nhiều quá chị. Nội trợ liền, chị tạo điều kiện cho bạn ấy thảo. Mấy em thấy chưa? Từ từ mới khám phá ra được những cái điểm tốt của các chàng trai của chúng tôi. Vậy là đàn ông này là biết nấu ăn đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Em biết nấu nhiều món khác nữa không hay là chỉ nấu cơm thôi? Dạ em nấu được canh chua, cá kho, nói chung là tất cả cái món miền Tây thì em hầu như là biết hết ạ. Hai bạn nữ thì hai bạn nữ thích ốp lưng nào ạ? Dạ em thì em vẫn thích ốp lưng của số 3, số 4. Nhưng mà em có một câu hỏi cho bạn số 3 là công việc MC, công việc chính hay là công việc phụ? Tại vì MC mình chỉ đi sự kiện thôi, thì sự kiện đó là gì? Và công việc chính của anh là gì? Ngoài công việc MC thì Tài còn đang có một cái công ty nhỏ nhỏ, công ty tổ chức sự kiện, một thành viên, là thành viên đó là Tài luôn. Thì tổ chức sự kiện rồi cung cấp nhân sự, nói chung là mấy lĩnh vực cũng liên quan đến nghệ thuật. Tại vì ngày thường thì có những cái chuyện mà rủi ro xảy ra như là đau ốm hay là học hành thì em cũng có cái quỹ. Thì bây giờ số tiền cũng lên được đến là rất là kha khá, rất là nhiều. Em đừng nói con số. Có nhà chưa? Đừng nói con số. Nói con số là chọn luôn đó. Có nhà chưa? Có nhà chưa? Dạ có nhà riêng, có xe. Trời ơi. Nói chung là đẩy của ra nữa sao chịu nổi. Dạ, nãy giờ là mọi người có vẻ là rất là để ý số 2, số 3, số 4 nè, nhưng mà riêng Vinh thì lại đi bằng số 1. Sao tại vậy? Vì bản thân em cũng sao một lưng tương tự vậy luôn. Chứ là một cái ốp lưng chỉ để bảo vệ thôi. Vinh nghĩ là bạn nên nói nhiều hơn một tí nữa để có thể chinh phục được hai bạn nữ ở đây. Em tạo nét gì nhiều một chút của em. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Riêng bản thân em thì em không thích nói gì nhiều, em chỉ thích là em làm nhiều thôi. Nói em ơi, thì... cái ông MC hôm nay không nói nhiều lắm, mình kinh tế em vững chắc lắm em. Anh rất là hiểu cái em đang nói, nhưng mà có vấn đề là rất là nhiều cái khi mà đặc biệt là trong cái giai đoạn người ta đang tìm hiểu nhau em, là em cần phải chia sẻ rất là nhiều thứ để người ta có thể hiểu được em. Công việc hiện tại thì đó là công việc chính. Bên cạnh đó thì em còn kinh doanh một cái cơ sở đá quý. Cái cách giọng nói chuyện, cách tâm sự, chia sẻ về tính cách của mọi người cũng như thấy được ốp lưng thì mình cũng chưa thấy được gì. Bây giờ mình sẽ xem thêm một gợi ý đồng ý chương trình nha. Đó là màn hình khóa của 4 chiếc điện thoại. Xin mời. Vậy là anh 12/2018 Lê Trung có 567 triệu Việt Nam đồng. Người phụ nữ hay nói á là sẽ không bao giờ yêu một người nào nghèo, nhưng mà người nghèo đó không phải là người nghèo về vật chất mà là người nghèo về ý chí, và mình là một người không nghèo về ý chí. Mỗi ngày thức dậy nhìn vào màn hình là thấy là mình phải làm việc thật nhiều để cuối năm khi mà coi lại tài khoản ngân hàng là được 567 triệu như mỗi buổi sáng. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì chiếc điện thoại là cái mà là 24/24 gần như là nó đi theo sát em. Em chỉ cần mở màn hình là em có thể thấy được mục tiêu. À đúng rồi, em phải cố gắng hơn, em không được lười. Em ơi, giờ chị có quan tâm đó và giờ em thu được nhiêu rồi em? Em luôn đồng ý với chị luôn, em tính hỏi luôn á. Dạ con số này thì một nửa mảnh ghép của em sẽ được thấy. Một nửa. Người kia biết thôi, chị không có được biết đâu. Hai đứa em sẽ đó, hai đứa nào biết lát nhớ cho chị biết nha. Rồi xin mời Loan, có ấn tượng gì không? Nếu mà mở màn hình lên thì em lại ấn tượng với cái bạn số 2. Vì sao? Mưa lãng mạn hả? Mưa thành phố, mưa kiểu như là nó nội tâm đúng rồi, giống em phải không em? Hay là bữa đó trời mưa em ghét em chụp? Dạ không phải ạ. Với em thì hình mưa rất nhiều kỷ niệm ạ. Một lần em cãi lộn lớn với mẹ rồi em rời khỏi nhà đi. Rồi mẹ tại sao em cãi mẹ? Mẹ em bệnh, mẹ không cho em học ngành này, nhưng mà em không hiểu sao là em chọn cái ngành này, rồi đi theo làm trái lời thì sẽ ra mâu thuẫn. Nhưng mà bây giờ mâu thuẫn nó được giải quyết rồi. Bạn số 3 ơi, cho em hỏi là anh thần tượng Mr. Đàm hả? Nói về anh Hưng á, thì chắc là mọi người thấy hình ảnh hiện tại của anh hát ra album và rất là nhiều những cái thứ hào nhoáng. Nhưng mà anh rất thích đọc những cái câu chuyện của anh Hưng, những cái ngày đầu mà anh đi làm nghề, rồi rất nhiều những cái khó khăn, thi rớt 8 lần cuộc thi tiếng hát truyền hình. Tại vì anh làm cái công việc nghệ thuật á, anh phải chọn ra một người nghệ sĩ để mà mình coi họ như một tấm gương, để mỗi lần mình khó khăn hay như thế nào đó thì mình có cái tấm gương để mình vượt qua. Thay vì là bạn số 4 thì thực tế hơn, để con số vào để mà khi mà mỗi sáng thức dậy á,
thì sẽ biết được mục tiêu mình nằm đâu. Thì với những người làm nghệ thuật, cái động lực của mình phấn đấu á, cái đích đến của mình á, nhiều khi nó cũng mong luôn lắm chị ha. Mình chỉ biết cố gắng hàng ngày mình làm những sản phẩm thật tốt để cho khán giả, mang lại niềm vui cho khán giả thôi. Em muốn hỏi bốn anh luôn được không anh? Được. Em muốn hỏi bốn anh là mấy anh có thường xuyên ăn bữa cơm gia đình không? Mời bạn số 1 trả lời trước nha. Đúng rồi. Xin được cảm ơn bạn nữ rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi. Mỗi bữa cơm buổi chiều thì đều ăn chung với ba mẹ và với anh chị trong nhà. Rồi bạn số 2, có hay ăn cơm gia đình không? Nói chung là em còn ở chung với ba mẹ thì em cứ nghĩ là cái bữa cơm gia đình nó có không được mà không có cũng được. Nhưng mà đi làm ở ở xa gia đình rồi thì rất thèm bữa cơm gia đình. Bây giờ mỗi lần được ăn là rất là quý cái bữa cơm gia đình đó. Đó chính là tính cách nội tâm của chàng trai số 2. Còn chàng trai số 3 thì sao? Trước đây Tài không có điều kiện để mà ăn bữa cơm gia đình với gia đình, là tại vì mỗi người ở một cái nơi. Mẹ thì ở chung với gia đình chị hai ở bên Mỹ, ba thì ở nhà nội, còn chị ba thì đang làm dâu ở bên gia đình chồng. Em ăn cơm ở bên ngoài rất là nhiều, nhưng mà em rất là quý cái khoảnh khắc bữa cơm gia đình. Cảm ơn em. Vậy còn bạn Lê Trung? Dạ, cái bữa cơm gia đình là cái mà em thích nhất luôn á. Tại vì mỗi lần ăn cơm chung với ba mẹ á, giỡn rồi trò chuyện vui lắm. Nên đa phần là cứ hàng tháng là em về nhà một lần. Bên cạnh đó thì là hàng ngày em cũng hay live stream á. Rồi ba mẹ cũng nấu ăn, cũng live stream để em xem nữa. Nói chung á là cứ trò chuyện như vậy nó rất là vui. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cứ nghĩ rằng là đàn ông là phải mạnh mẽ, sôi nổi, nhiệt huyết. Nhưng mà tự nhiên thông qua câu hỏi này xong thấy các chàng trai của chúng ta rất là tình cảm. Vậy thì các cô gái cũng đang rất là phân vân không biết là mình sẽ ấn tượng với chàng trai nào nhất. Trước khi đến với sự quyết định của các bạn, chúng ta sẽ nghỉ giải lao nha. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quyết định của hai bạn nữ đây. Dạ, em ấn tượng bạn số 4 nhất. 567 triệu là đưa cổ dữ rồi. Đó, bạn rồi. Dạ, em ấn tượng với bạn số 2. Bạn số 2. Vậy thì còn một chàng trai nữa sẽ có cơ hội ở lại với chương trình này. Xin mời bạn cố vấn chúng ta đưa ra quyết định. Chắc tôi nhường cho Tuyến quá. Bạn ấn tượng với bạn số mấy? Dạ, chị Hương, thật sự ra là giống như anh Vinh quay chung phim, em rất là hiểu tính của em là phụ nữ thường thích đàn ông ít nói. Và riêng em là cái điều đó là chắc chắn là đúng. Nhưng mà riêng với chương trình này thì anh số 1, cái sự ít nói của anh trong cái chương trình này là cái sự yếu thế. Em sẽ chọn bạn số 3. Dạ. Thiên Tuyến ấn tượng hơn với bạn số 3, còn Vinh thì sao? Thì cũng giống như là Tuyến vừa chia sẻ thôi. Bản thân em cũng đã gợi ý cho bạn số 1 nên chia sẻ nhiều hơn, nên thể hiện nhiều cái cá tính của mình hơn để có thể chinh phục được hai bạn nữ. Thì bạn số 1 lại không làm được điều đó, cho nên là bản thân em cũng khá là thất vọng. Và có lẽ là bạn số 3 thì sẽ hợp lý hơn. Chọn số 3 theo hai khách mời đẹp, mà đẹp thì phải có quyền. Dạ. 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 Vậy thì chúc mừng bạn số 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được gặp gỡ chàng trai số 1. Xin mời bạn bước ra sân khấu. Ở tuổi hai mấy, mọi thứ đều dang dở, công việc không ổn định, tình cảm cũng vì thế mà nhẹ tựa cánh bồ công anh. Đẹp nhưng lại dễ dàng tan đi trong gió. Anh đã bước qua những ngày vô định đó, chạm ngưỡng 30 với đủ sự từng trải vững vàng, đủ bình yên để trở thành nơi che mưa che nắng cho một người là em. Xin được chào tất cả mọi người. Không biết là bây giờ anh có muốn chia sẻ gì không ạ? Thực sự ra ngồi phía trong kia á mọi người, hồi hộp lắm. Mặc dù nó chỉ qua một cái bức màn như vậy thôi, nhưng mà để có thể thể hiện được mình là một điều rất khó. Có một điều mà anh cũng muốn chia sẻ với em luôn. Thực ra tại vì khi nghe một vài cái cách mà em chia sẻ thôi, anh biết là anh với em có một vài điểm tương đồng. Trong cái chuyện mà mình chinh phục một cô gái á, mình đừng có nên khư khư giữ nó trong cái suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống hiện đại thì thực ra phụ nữ vẫn thích những cái người mẫu đàn ông mà kiểu họ cá tính, họ hay chia sẻ, hoặc thậm chí là họ ít nói nhưng mà họ rất là khôn ngầu, họ rất là lạnh lùng. Theo một kiểu khác kìa. Chưa giờ có yêu chưa? Dạ, cách đây 2 năm em có một mối tình. Thì đến thời điểm bây giờ thì mặc dù bạn đó đã có gia đình,
đã có một con rồi, nhưng mà em và bạn đó vẫn giữ cái liên lạc với nhau, xem nhau giống như là một tri kỷ, và đó là cái mối tình mà sâu đậm nhất của em. Tiến tò mò xíu là một cái mối tình mà nó sâu đậm như vậy mà tại sao bạn lại để mối tình nó vụt tay mình? Người ta nói là yêu đúng người nhưng mà nó không đúng thời điểm, bởi vì thời điểm đó thì em chưa sẵn sàng kết hôn, bạn ấy cũng đã đến tuổi rồi, một vài năm nữa mà không lập gia đình thì bạn ấy cái tuổi thanh xuân của người con gái thì cũng có hạn. Dìu. Với cá nhân anh nha, thì anh nghĩ là đây là một người đàn ông mà cho phụ nữ cảm giác an toàn dễ nhất. Dạ, cảm ơn những lời góp ý cũng như là chia sẻ của bạn cố vấn. Rất cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Xin được cảm ơn.